Hi em, review cho vui xin chào tất cả các em. À nhầm, review cho vui xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một quán chuyên về món Tây, đó là Pasta Food. Cùng review cho vui khám phá quán ăn nhỏ mà có vỏ này nha. Pasta Food hoạt động cũng được vài năm rồi, là một trong những địa điểm thưởng thức món Tây giá bình dân được đánh giá chất lượng cao. Hiện Pasta Food đang tọa lạc tại số 66 đường Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận. Đường vô quán rộng rãi, dễ đi nhưng mà xung quanh thì không có ồn ào. Quán nhỏ nhưng mà rất là dễ tìm. Hôm tụi mình đến thì trời đang mưa, nhưng mà lúc nào cũng thấy khách vào ăn và shipper thì đến lấy món rất là nhiều. Mình để ý là độ tuổi của khách khá là đa dạng. Có cả đi học nè, đi làm và khách Tây luôn. Không gian thì nhẹ nhàng, yên tĩnh, trang trí đơn giản. Trên tường có một số ảnh chụp thật các món ăn mà quán chế biến nè. Giờ mình xem menu cái nè. Hầu hết thì các món là không có quá 100.000. Nhưng mà cũng có một số món đắt hơn, nhưng mà so ra thì giá rất là mềm so với những quán khác. Giờ mình gọi thử xem chất lượng món như thế nào nha. Tụi mình đi 4 người nên gọi khá là nhiều. Món ăn lên khá nhanh. Một phần ăn thì rất là nhiều nên mình nghĩ là nếu bạn đi một mình thì ăn gọi một hai món là sẽ no ứ hự đó. Nghĩa sơ qua món salad khai vị của mình nè. Không hiểu sao á, bình thường thì ở nhà mình không có bao giờ ăn salad nha, mà lúc nào ra quán thế nào mình cũng gọi món này để ăn hết. Chắc là do cái phần sốt của quán làm nó rất là ngon, không giống như loại bán sẵn. Còn cái đĩa salad tôm này á, thì có giá là 60k. Tôm rất là nhiều và trộn sốt vị rất là vừa ăn, không có cảm giác ngán. Tôm này là tôm hấp chứ không phải tôm luộc, cho nên còn giữ được vị ngọt của tôm. Giờ thì mình qua món chính nha. Phần beef chop 250g có giá là 250k, là món đặc biệt của Pasta Food, vì vậy cũng là món mắc nhất luôn. Vì mình thích sườn bò cho nên gọi phần này, tuy nhiên khi đem ra thì mình hơi bị ngọt, tại nó vừa to mà vừa rẻ đó. Phần của mình gồm có sườn bò nè, khoai tây hấp, để luôn cái vỏ nè, rồi khoai tây chiên, tất cả sẽ ăn kèm với sốt tiêu. Mình chọn bò chín 75%. Giờ mình cắt ra thử nha. Các bạn coi nè, bên trong thịt bò rất là đỏ, có một chút mỡ, lại có lá hương thảo cho nên thơm lắm luôn. Giờ mình chấm thử nước sốt tiêu nha. Nãy giờ lo quay quay chụp chụp cho nên sốt hơi đặc lại rồi. Nhưng mà rất là vừa ăn, thịt mềm mềm, dai nhẹ và ngọt lắm cả nhà mình ơi. Giờ mình sẽ dùng cái món đặc trưng của quán, còn gọi là spaghetti B52, mì Ý B52 giá 90k. Các bạn thấy có giống quả bơm không nè? Bacon rất là ngon, còn bên trong thì ngập thịt heo và phô mai luôn. Món này mình ăn kèm với mì Ý bò bằm truyền thống, sốt bò bằm siêu ngon luôn nha. Món tiếp theo là Cordon Bleu, giá rất là mềm, có 60k thôi. Nghe tên thì mình liên tưởng đến món rượu Martell Cordon Bleu. Ở bên ngoài là một lớp bột chiên giòn rụm, bên trong thì thơm mùi thịt gà và phô mai tan chảy. Ngoài ra còn có khoai tây chiên nè. Thơm quá các bạn ơi, món này nhất định phải ăn nóng, thưởng thức ngay thôi.
Món cuối cùng kết lại bữa ăn ngon và thơm nức mũi ngày hôm nay là món nachos có giá 70k. Thực ra tụi mình gọi xong rồi, ăn cũng no rồi, nhưng mà sau đó nhìn lại thực đơn thì thấy món này nhìn cái hình cũng phát thèm luôn cho nên gọi tiếp. Món này là món của Mexico. Đây là món bánh có nguồn gốc lâu đời của quốc gia này. Bánh là một cái lớp bột mỏng hình tam giác, cắn vào giòn tan. Tuy nhiên pasta food đã biến tấu một chút, làm cho lớp bánh này dày hơn, to hơn. Bên trên là thịt bò, nè, đậu đen và phô mai. Khi ăn thì bạn thấy nè, phô mai kéo sợi luôn, dậy mùi bánh nachos. Bánh có mùi đặc trưng cho nên không phải ai cũng ăn được, nhưng mà ăn quen là ghiền luôn đó. Vậy là kết thúc buổi ăn no nê trong một ngày mưa lành lạnh với các món Tây nóng sốt hấp dẫn. Giá cả lại quá mềm so với chất lượng. Còn chần chừ gì nữa mà không đến pasta food nào?